Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít với quy mô quốc tế. Cùng tham dự lễ kỷ niệm có nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ của 30 nước, lãnh đạo của 10 tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Chủ tịch nước Trần Tân Sang cùng các lãnh đạo Trung Quốc và quốc tế đã chứng kiến lễ duyệt binh trên quảng trường Thiên An Môn. Trong bài phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc bày tỏ cảm ơn đối với bạn bè quốc tế, nhân dân các nước đã giúp đỡ nhân dân Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống phát xít khẳng định chiến tranh thế giới lần thứ hai đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề cho nhân loại, trong đó có nhân dân Trung Quốc. Bài phát biểu cũng nêu bật ý nghĩa của chiến thắng phát xít đối với sự phát triển của Trung Quốc ngày nay và tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình. Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc bày tỏ mong muốn về việc xây dựng một cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, không phân biệt và kỳ thị, không hận thù và không chiến tranh, không xưng hùng xưng bá, không bành trướng. Các nước bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, phát triển hòa bình và cùng phồn vinh duy trì trật tự quốc tế trên tinh thần tôn trọng hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới trên cơ sở hợp tác cùng thắng, cam kết Trung Quốc sẽ kiên trì con đường phát triển hòa bình. Nhân dịp này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã thông báo về việc Trung Quốc cắt giảm 300.000 quân nhân.